em sẽ đeo một cái đồng hồ hoặc là đẹp, quên số móc cắt cái đồng hồ giùm anh đi, đồng hồ mua 8.000 năm không đeo được nè. Hello cả nhà, chào Nguyễn Trung Phương, chào Nguyễn Trung Phương nè. Vì em chào dị bạn mặc trong chim của em ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên xin em gửi đến tất cả chú, tất cả anh chị lời sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Gì mày? Gì quý cái? Xin chào mọi người có mặt trong livestream của em ngày hôm nay. Và lần đầu tiên xin chúc tất cả mọi người một buổi tối phát tài lộc tiền xin túi tiền giấy tiền bao đi ăn tiền rau nhà trước tiền chung trước sòn sau chung tiền túi tiền xin xưa lên mặt phúc ơi phúc chúc ơi trọn tay thật lớn đi mọi người ơi. Lên là lên là lên là lên vô là vô là vô giờ cho tặng quà tặng ơ gì không à, à, à. Bây giờ tặng sữa tắm à, tặng sữa tắm được không, tặng sữa tắm cho mọi người nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ cái nhà bây giờ xe chim trên trang cá nhân của mình giùm cho em gì ơi, xe chim làm tặng quà cho dì nhanh tay lẹ chân giùm cho em những phần quà cực kỳ đáng yêu, cực kỳ giá trị, cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người, mọi người ơi, mọi người ơi, à, xin lấy xe chim giùm em mà mọi người ơi, à, xin lấy xe chim giúp em mà ha. Mọi người ơi, à, xe chim mà mọi người ơi, à, xe chim mà xe chim mà xe dạy với mình. Ok. Dạ chào vậy nuốt lửa kệ tôi đi, kệ tôi đi, kệ tôi đi. Bữa nay mày không vô vai nào hết hả Lâm? Ủa, à, chào đất ơi chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan nói chửi em quá chị Ngọc Lan. Thôi chị Ngọc Lan nó chửi không còn cái gì kia, nó chửi mà em nó chửi mà ba má em từ em luôn chị. Trời ơi nó chửi mà chửi quá trời nên em buồn quá, em không quá trang quá ơi gì nữa chị ơi. Dạ khoảng tuần em quá trang một hai lần à, thả tim quá trời. Bây giờ mọi người xe chim xe ơi giùm cho em. Ê nhỏ gì đâu rồi, vô comment giùm anh Lâm đi, nhỏ bán đồ thần tượng quá dễ thương đúng không quý vị. Em quá dễ thương mọi người, em dễ thương đáng yêu quyến rũ, em sexy như thế này mà dân chúng yêu chửi em hoài. Mọi người, mọi người anh nói tiếng gì vậy hả? Tiếng mi em ơi. Khỏi bị lèo mà lời gì nha. Chưa ngủ cái gì ơi, dạng chưa ngủ gì giờ buôn bán cực khổ. Đây nhà em đang làm bông làm hoa rất là nhiều gì nha. Quỳnh đem mấy cái ba bông chưng đồ cho anh đẹp đẹp đi Quỳnh. Ok. Ok, phát từ 4 nhanh tay lẹ chưng như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Nhanh tay lẹ chưng như mọi người xe lai chim cho em nhanh tay lẹ chưng như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người ơi. Quá yêu luôn hả? Dạ kêu tên em đi hả? Sao đâu? Nè. Đẹp không? Đẹp cái gì? Bông fan tặng em nữa vậy. Hôm qua em đi diễn fan tặng em nữa. Bây giờ em để gì nè? Em để gì em nấp gì? Rau hiểu không? Nè nấp gì không? Là gì đẹp đúng không? Nấp gì cho nó mờ nhân ảnh nó đẹp như vậy nha mọi người ơi. Đó em sẽ like như thế này, như vậy nha, like như thế này. Cút ha. Cút ha, dạng vậy. Ờ dạng vậy như vậy nha. Ờ mấy con chữ anh hoài mấy đứa ơi. Ờ mấy nhỏ chữ anh hoài mấy em. Rồi giùm em ủng hộ giùm cho anh nha. Ờ đúng rồi, ba má có làm đâu, tôi có làm đâu, chữ tôi. Chừng nào tôi làm khùng làm điên, chừng nào tôi đang cướp ăn trộm, chừng nào tôi làm gì bậy bạ, chữ tôi. Con này tôi đáng yêu, tôi dễ thương quá trời mà mọi người ơi. Ờ ok con, từ ba lai. Ờ ông nội tôi đẹp quá ha, đẹp quá vậy. Rồi fan tặng em gì, em đi diễn fan tặng em đó mọi người ơi, mọi người ơi. Quý vị biết fan là ai không? À, vợ em á. Xuất sắc hả, xuất sắc hả? Dạ ngày hôm nay chương trình ta nói chương trình mà ta nói rất là nhiều loại gì nha. Thì bây giờ ngày hôm nay bây giờ mọi người xe chim. Ê gái ơi, nhỏ gì đâu rồi? Hạnh Dương. Hạnh Dương ơi, em cho mày cho tao thêm 5 phần nữa được không Hạnh Dương? Hạnh Dương ơi. Hạnh Dương ơi, vô game gì mà Lâm đi Hạnh Dương ơi. Hạnh Dương ơi, Hạnh Dương. Cưng quá thím hả? Rồi em nói dễ thương lắm quý vị. Em nói nhiều khi mà em khùng khùng nó cũng dễ thương. Con bé Lê gì nè, con Lê nè, trời giảm cân tăng cân tao mua anh quá trời luôn em. Cái con gì nè, con Lê Lê đó, lai tăng cân nữa đó. Lê Lê gì đó, ờ à. Bảo Lâm hiền quá, em hiền quá gì, em không có dám nói với ai đâu. Cuộc đời của em nó chỉ tới một mình, cái miệng của em không dám nói chuyện với ai đâu vậy. Em hiền từ, em dễ thương, em đáng yêu gì mà nó vô nó chửi em hoài mọi người ơi. Ở ngoài đẹp lắm hả, cảm ơn vậy. Ờ, à, sao nghe nhỏ quá hả, trời đất ơi tôi nói chuyện banh rạp gì, nhỏ gì. Ê bé đâu rồi, Hạnh Dương ơi, vô comment đi mà Lâm nè Hạnh Dương ơi. Rồi người ơi, xe chim giùm em, da đẹp quá hả, trời gì ơi. Da em đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em. Quỷ hả? Trời đất ơi chị Ngọc Lan. Trời đất ơi chị chữ em quỷ chị. Dễ thương hả? Dạ đúng rồi em dễ thương, em đáng yêu nè, em dễ thương nè. Em quyến rũ nè, em sexy nè. Đó, mà đi vô nó chữ em hoài mọi người. Ngày hôm nay thì bán đồ. Trời ơi mày cho tao con thằng nhỏ đi. Đây trời đất ơi. Chào chị Ngọc Lan đi con, chào cô Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan ơi,
chị làm xui với em được không chị Lan? Con gái em nó hề hước lắm chị, con gái em nó dễ thương lắm, nó hề hước lắm. Thì con của chị thì thuộc dạng là đẹp trai hot boy thiệt, nhưng mà em nghĩ là dù đẹp mà lấy đẹp nó bị kỳ. Con chị đẹp chị phải lấy con em hài, hiểu không? Chào má Lan đi con, chào má chồng con kìa. Chào má Lan. Chào má Lan. Kết cái họng hả? Kêu uống đắt họng cho em thấy chị là chị Lan. Chị chịu làm ai là chị chịu con em không? Chị Lan. Được nha chị nha, con em nó dễ thương lắm nha. Em ráng làm mốt em đưa em sánh lễ lễ cho chị. Dạ, cũng có điều kiện lắm nha. Nha chị. Gì em đem xin lễ của em cua cứ con chị được không? Chị Lan, chị đâu rồi? Chị Ngọc Lan. Trời ơi, con em nó dễ thương, nó hề hước lắm chị ơi. Muốn về cái chị già có tấu hề cho chị vui. Khoe chuột hả? Dạ, chuột em đẹp nhau chị nha. Bà dâu đeo sợi chuyền dễ sợ, trời đất ơi. Chuyền thiệt đó chị nha. Ơi, bà dâu đeo chuyền thiệt chị, bà đẹp lắm chị nha. Thương lắm, mũi hơi xẹp xíu thôi, nhưng mà lớn lên sửa mũi đâu này nọ nha chị nha. Đẹp, ngon, ăn vừa miệng. Em nói con chị mà nhìn con em mà khoái liền nha chị, đẹp lắm nè. Tướng đồ mong đích đồ đẻ đồ sai đồ này dễ thương lắm nha, trắng trẻo nít na thùy mị đó, thấy không, chỉ đồ này nọ nè chị dễ thương đó. Má kìa, má kìa, kêu má Lan kìa. Bé gái hả? Làm xui với ông là con tôi chửi chị không nổi hả? Trời ơi, có đâu vậy, có ai muốn làm xui với con em không? Không được, em gả chị Ngọc Lan nha. Chị Ngọc Lan đang me con em rồi đó. Chống được nha, chống được. Trời ơi, chị Lan ơi, con em đẹp lắm chị ơi, đẹp lắm, ngon, ăn vừa miệng lắm nha. Mốt có thằng Louis gì đó, Louis mà nó lớn một xíu, thế em gửi con em qua, do cái tụi nó làm quen đồ này nọ. Chuyện vui vậy sao? Ok Hạnh Dương, Hạnh Dương ơi, mày cho tao 15 phần được không Hạnh Dương? Tao lại mày luôn Hạnh Dương. Hạnh Dương cho 15 phần nha, đang sung Hạnh Dương, đang sung cái mày cho tao 15 phần nha, được không? Anh Đình Toàn, em chào anh Đình Toàn. Bao lâu ta gặp nhau, bao lâu ta không thấy nhau, khi gặp nhau tim mà sâu, rồi này còn quen mau, rồi này còn luôn có sâu, làm đồ này xung quanh nhau. Bán con cái gì ơi, dạ rau con, sợ con bút lớn ế gì, con em nó hề quá cái gì ơi, sợ bút không ai rước quá vậy, thích thằng cha hả, cái bảo vậy. Lâu rồi xem Lâm hả, sống xem anh cưng, bé cưng quá, bé dễ thương lắm cái gì ơi. Được nha nơi ở Hạnh Dương, ok vậy. Rồi bây giờ cả nhà, bây giờ xe chim trang cá nhân của mình, thì em sẽ tặng cho vậy. Cái khẩu hình đừng giống em mà được rồi, không, miệng con em nó chấm chim, miệng con nó chấm chim á, thấy hương á. Anh bò mà, trời ơi, sao nay mà lại chim nhiều người coi, nhỏ đó. Con em miệng nó nhỏ xíu à, đâu miệng em giống miệng mẹ nó. Làm xui với em đi hả? Không, anh gả cho chị Ngọc Lan rồi, dâu quốc dân hả? Trời, em gặp ai em cũng được gả con em gì, thương ghê em. Trời đất ơi, trang điểm bán hàng không có gì, nó chửi em quá vậy. Lâu lâu trang điểm lần đi câu view thôi, dạ chứ bình thường mặc đồ là được rồi. Quỳnh Quỳnh nhớ bờm hả? Nha, chị Ngọc Lan với anh bờm mình nhớ nhau, mình định bóc riêng giùm cho em nha, nha chị nha. Chị Lan, cái chỗ đó chỗ em bán đồ, chị Ngọc Lan ơi, ví dụ mình nhớ nhau, mình nhớ anh bờm đồ này nọ, hai chị em anh em đồ anh bóc riêng được không? Được không? Chỗ người ta bán đồ mà hai người vô thân thiết quá, được kêu ly cà phê vô uống luôn, được kêu ly cà phê, em ship ly cà phê luôn nè. Thánh lai chim hả? Rồi xin lai chim cho em đi mọi người ơi. Miễn tí lia kệ tôi đi, cái mòm kệ tôi đi. Lâm ơi, chị nhớ anh bờm hả? Chị vô duyên, chị bớt vô duyên đi chị Ngọc Lan, em nói thiệt luôn á. Ví dụ mình nhớ anh bờm, chị qua anh bờm nhắn tin đi, chỗ anh buôn bán cực khổ mà không biết có ai mua hay không nè. Ghê quá anh Dương ơi hả? Rồi bây giờ chị em nào cần thì liên hệ với em cái gì nha, ngày hôm nay em tặng quà cho chị. Thì nhiệm vụ nhà bây giờ xe chim trang cá nhân của mình, thì em sẽ tặng quà cho chị là một cái chai tắm body như thế này đây, rất là đẹp luôn. Cái chai này trị giá là nhiêu Quỳnh ơi? 380k. Nhiêu? 380k là con Hạnh Dương có tặng cho quý vị. Hạnh Dương có tặng cho quý vị nha. Rồi bây giờ ai mà comment đúng một cái là tặng như vậy nha, mà phải nhớ chia sẻ lên trang cá nhân của mình, chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Rồi các em kêu lô tô đồ này nọ, ngày hôm nay không tặng cạc, ngày hôm nay có tài trợ thì con Hạnh Dương sẽ tài trợ cho quý vị là những cái chai sữa tắm như thế này. Nhiệm vụ cả nhà là qua theo dõi Facebook của Hạnh Dương giùm Lâm, qua theo dõi Facebook của Hạnh Dương giùm cho Lâm như vậy nha. Rồi ta đã comment này nọ, muối lửa đi hả? Bớt muối lửa rồi mấy bạn, làm đăng sứ ê răng muối lửa không được. Chị Ngọc Lan nói gì? Ủa chị mà đẹp đẹp đó trời, có con cưng lắm vậy, cưng nhỏ đẹp trai dễ sợ. Anh nói sao hay quá vậy ha, trời đất ơi, dạ ngày nào nói nó quen quá vậy nha. Cái mày ăn hết gì vậy? Cái mày ăn hết cái làng được hả? Ủa tao ăn cái làng mày hả Hải Đăng? Quý Hải Đăng à? Dạ, có ship tỉnh lẻ không? Dạ ship mọi miền trên quê hương tổ quốc như vậy nha. Thì bây giờ mọi người liên hệ
Bây giờ ai mà muốn nhận quà nè, nhanh tay lẹ chân chia sẻ lên trang cá nhân của mình, rồi theo dõi Facebook của Hạnh Dương 15. Hạnh Dương khùng lắm vậy. Ví dụ nhiều khi tặng quà banh rạp cho gì luôn. Dạ, nhanh tay lẹ chân. Trời đất ơi, Bình Đá Quý nè, chào em. Ví dụ đăng xứ nè, chị Lan ơi, chị vẫn còn coi em. Thiệt á, chị vô em nhóm nói chuyện chị Lan nha. Trời đất ơi, nhanh tay lẹ chân. Bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân, buồn vô nhìn mặt anh vui ha. Trời ơi, chị thương quý vị. Rồi bây giờ mọi người mua thì liên hệ Hạnh Dương nha. Em không bán những gì nha, nhưng mà sản phẩm tốt lắm, nhanh tay lẹ chân. Thì bây giờ em kêu lô tô này nọ, kêu lô tô này nọ, cái nhiệm vụ cái nhà bây giờ xe lẹ chân của mình. Xong rồi các em bóc lô tô, xong rồi cái trúng, ai trúng được chai xe tắm xài chơi chai xe tắm ở đâu ra? Anh Vũ Hà. Anh Vũ Hà nè, anh khỏe không anh Vũ Hà ơi, vẫn còn coi nè. Chị Ngọc Lan, anh Vũ Hà vô kìa chị Ngọc Lan ơi. Không Phương. Rồi, đã coi số người quen vô chứ thương gọi tên em lên một con cái ta. Rồi, xe chim sơ các kiểu giờ mọi người qua phút theo dõi con Hạnh Dương giùm cho em. Thì con Hạnh Dương ngày hôm nay nó tài trợ ngày hôm nay. Nhiệm vụ cái nhà bây giờ xe chim sơ giùm cho em qua theo dõi bút của Hạnh Dương. Andy là con Thu Trang hả? Không, con của chị Ngọc Lan tên là Kevin không phải? David hả? Không phải. Louis, con chị Ngọc Lan là Louis. Andy là con chị Thu Trang. Con em là là gì con? Là lá. Con là lá hả? Theo dõi lâu rồi hả? Cảm ơn chị. Rồi bây giờ chơi bốc thăm trúng thưởng nha. Thì ngày hôm nay con Hạnh Dương tài trợ banh rạp cho chị. Nhiệm vụ cái nhà là bây giờ xe chim giùm cho em và theo dõi bút của Hạnh Dương giùm cho em. Thì mấy Hạnh Dương nó bán rất là nhiều đồ như chị nha, cũng như là tài trợ cho mọi người rất là nhiều luôn. Nhiệm vụ ở nhà là bây giờ vô chơi đồ này nọ như chị nha. Có chim đâu mà xe, con chim cho má lửa đó, mọi người đang ở trong chim của em đó. Từ từ đi, em chưa bốc số mà, hiện tại bây giờ là mọi người đang ở trong chim của em, thì nhiệm vụ của nhà bây giờ xe chim của em giùm. Cho cái ghế ngồi được không mình? Đau đít quá. Anh bị đau đít quá. Lên đi. Úp ơi, cho tao cái ghế ngồi đó mày. Mày mất dạy nha, đừng bao giờ kêu tao like cho mày nha, con quỷ cái. Trời ơi, Thiên Hằng để số gọi đó, ngậm kính mà mày trời ơi, miệng tao vậy sao gặp. Em mượn ghế hoài. Ok vậy, dạ mọi người đang ở đó, bây giờ mọi người đang ở trong chim của em thì mọi người phải xe chim xe ơi giùm cho em đi mọi người ơi. Ngày hôm nay em bán đồ banh rạp, ngày hôm nay là em bán đồ banh rạp luôn, cho 5 ly nước khỏi cần ly nước ly ơi vậy trời trời. Và ngày hôm nay nhiệm vụ cả nhà, trời đất ơi Đào Bá Lộc. Hồi xưa nay nhiều người vô coi em quá nè, Đào Bá Lộc em khỏe không Đào Bá Lộc? Hả? Nhà em còn tủ lạnh còn mặt nạ không em? Lô tô đi anh ơi ạ. Rồi bây giờ nhiệm vụ nhà bây giờ xe chim cho em, em tặng cái gì cho sữa tắm nha. Thì ngày hôm nay là con Hạnh Dương nó tặng cho cái gì nha, cái gì nha. Thì em là chỉ là người đứa đò thôi. Thì nhiệm vụ nhà bây giờ comment và chia sẻ cho cá nhân của mình. Và em có lô tô rồi đây nọ để mà tặng quà cho cái gì ngày hôm nay. Lộc hả? Trời ơi chị Ngọc Lan. Chị vô chị hỏi thăm nhau nữa hả? Đào Bá Lộc ơi, chị Ngọc Lan hỏi em kìa Đào Bá Lộc. Hộn Đào Bá Lộc nay mặt nó đẹp lắm chị, da mặt nó cưng dễ sợ. Muốn ôm mặt hôn cái hả? Huyền Trang Vũ cảm ơn em. Xe của chị Nhạc Lộc không Hà hả? Xe của chị có hài của em không chị Ngọc Lan? Chị Ngọc Lan, xe của chị có hài của em không? Ví dụ nhiều khi mà tới nó buồn ngủ. Chào Đào Bá Lộc đi. Chào chú Đào Bá Lộc. Chào chú Đào Bá Lộc. Louis hả? Chào chị Ngọc Lan. Chào anh Đình Toàn. Chào cô Hồng Phượng. Số đây hả? Rồi bây giờ xe chim sơ giùm cho em gì nha, ngày hôm nay bán đồ quý vị. Bán đồ có tiền nuôi con, thiệt sự luôn. Con em sửa bút tay, ai cũng thép suốt đời mang ơn. Dạ đúng rồi, bây giờ mọi người xe chim miệng dễ thương hả? Dạ xe chim cho em gì ơi. Ngày hôm nay mọi người mua đồ liên hệ Hạnh Dương nha. Dị ứng với thằng này hả? Lương Vương ơi, mày dị ứng với tao mà cũng vô mày coi, mày hiểu không? Mày hiểu không? Mày bị kỳ vậy mày hiểu không? Mày dị ứng thì mày đi ra, mày hiểu không? Mày dị ứng mày cũng xà cái mặt vô mày comment. Mày cũng vô mày đông vui đồ này nọ, mày hiểu không? Ví dụ Ngọc Lan đồ ta hiền lành, Đào Bá Lộc ta hiền lành, chửi ta không chửi lại nha, còn nói với tao tao sạc, tao sập nghiệp nha. Hay quá Lâm hả? Dạ, trời đất ơi, mấy anh xàm cái gì? Chị Ngọc Lan vô chửi em hoài, chị Ngọc Lan ơi. Xe chim sơ giùm cho em đi mọi người ơi, nhanh tay lại chân một con cờ đi mình ơi. Một con cờ đi. Mở nhạc cạnh tranh đi. Rồi bây giờ ai trúng là phải xe chim nha. Ê bé Hạnh Dương ơi, em kiểm tra giùm cho anh, khi mà ai mà trúng quà đó thì em vô Facebook trên trang cá nhân của họ và em kiểm tra họ đã chia sẻ chưa, thì em sẽ ship cái phần quà gì cho họ nha bé nha. Dạ. Và khi mà ship về cho em kêu họ mua ủng hộ cây son hay gì đó.
Ê, chửi thì cũng phải đọc comment nha chị Ngọc Lan, em xin lỗi chị em lại chị luôn. Dạ em không thấy chị ơi, em không thấy đường. Dạ em xin lỗi chị nha chị ơi. Chị Ngọc Lan ơi, Phi ơi, chị đi ngủ đi chị ơi. Ừ, ok vậy đó. Ừ, ngủ đi chị Lan, chị Lan ngủ đi chị ơi. Chửi cũng dễ thương hả? Trời ơi, em chửi thì chửi banh rạp như vậy nha. Mấy con lại xàm gì vô chửi em hoài. Tức là uống tình. Số gì ra con, số gì ra, comment giùm cho em cái gì á. Nhiệm vụ cái nhà là giật xe chim đi cá nhân mình. Rồi comment, giờ ai mà comment số đúng là được một chai sữa tắm. Ngày hôm nay không tặng cạc nữa, và ngày hôm nay tặng sữa tắm cho gì luôn. Thì nhiệm vụ cái nhà là giật xe chim cho em. Không dám coi hài của mày trên xe, sợ cười banh họng không lái xe được hả? Dạ đúng rồi chị ơi. Dạ chị bớt xàm chị Ngọc Lan ơi. Số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra sẽ live stream giùm cho em. Bây giờ mọi người qua khúc Hạnh Dương nha. Và nhớ kết bạn với Hạnh Dương cho em. Thì bên em tặng quà cho chị rồi. Cái đồ tặng cho chị đây. Số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra. Số gì ra con, bốn gì ra, bốn gì ra phải xe live stream giùm cho em. Ai cũng có quà ngày hôm nay. Chị ba, chị bảy, cô năm, cô hai, cô sáu, comment giùm cho em con 40 mấy một chai sữa tắm dành tặng cho quý vị ngày hôm nay. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Con số 10 luôn. 40 mấy, còn 40 mấy nó chậm thôi. Không mấy má ơi, phải nói chuyện nhanh mấy má ơi. Ủa nãy cào cạc xem đờ tờ Nguyễn gì vậy? Đờ tờ Nguyễn mày inbox cho con bé Quỳnh giùm cho tao. Nhanh tay lẹ chân xe live stream giùm cho em con 40 mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Rồi bây giờ nhiệm vụ nhà xe chim giùm cho em gì nha. Một phần quà là những cái chai sữa tắm như này. Thì bên Hạnh Dương tặng cho chị. Bên Hạnh Dương Mai Thu nè ha. Mai Thu fan nè. Phải fan không? Mai Thu nè, 49 Mai Thu. 49 còn 49. Đem kiểm tra Mai Thu cái chia sẻ chưa? Mai Thu phải chia sẻ. Bây giờ nhiệm vụ cái nhà là phải xe chim giùm cho em vậy nha. Phải xe chim giùm cho em đi mọi người ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Ai cũng có quà ngày hôm nay. Ok, Mai Thu đã chia sẻ rồi nè. Hạnh Dương ơi, em liên hệ Mai Thu giùm anh. Mai Thu ơi, liên hệ cho Hạnh Dương. Mai Thu em inbox Hạnh Dương và em chụp màn hình nói là anh Lâm đã tặng quà cho em nhanh nha. Nhanh tay lẹ chân là tao nói còn rất là nhiều phần quà. Thì ngày hôm nay em bán đồ 10 người đầu tiên. Ví dụ mua cây son tặng này, tặng được 10 phần 10 người đầu tiên như vậy nha. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho anh. Chị Ngọc Lan ơi vẫn còn coi luôn. Như vậy. Rồi số tiếp theo nha. Nhạc. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cảm ơn chị 49. Dạ ai comment ai trước đây đây. Con ba gì ra, ba gì ra, con ba gì ra. Nhạc đi em ơi. Nhà đi em ơi. Nhi ơi con phá quá Nhi ơi. Có má chồng con đang coi mà sao con phá quá vậy. Dạ bây giờ mọi người sẽ chim sơ nha. Trang Thảo em chào Trang Thảo của em nè. Rồi nhanh tay lẹ chân xe lên chim cho cá nhân của mình là được rồi. Mọi người qua cút inbox giùm cho. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra, biên cương lá rơi thu hạ em ơi. Khỏi nhạc luôn. Đường dài mình mù em không tới nơi. Mây nước buồn có lứa binh, hết kế chuyện chung tình. Không nan duyên em một mình. Em ơi thế chị làm DJ không ạ? Chị Trâm Nguyễn ơi. Chị làm DJ cho sập nhà hay chi vậy chị? Nha chị nha. Ví dụ mình còn trẻ đi, mình còn xuân xanh đi. Dòng 1 mình đẩy đà đi, dòng 2 eo thoang, rồi dòng 3 đồ ní na ní nừng đồ đi. Thì tao cũng mướn làm DJ. Trời ơi, tôi bà bây giờ làm DJ nữa, bà Trâm Nguyễn, bà vô bà phá bà ghẹo tôi không à, dạ thấy cái gì rồi. Đây nè con này nè, ấy nãy con này trúng rồi nè, quên rồi. Đây con Lily đây. Lily ơi, em inbox cho ai quên này? Hạnh Dương, inbox cho Hạnh Dương giùm cho Lâm nha, vậy nha. Nhiệm vụ giờ mọi người xe chim xe ơi giùm cho em. Thì em đã chọn chết cha 19 phút rồi. Ê Hạnh Dương ơi vô comment lên bán đồ đi Hạnh Dương ơi. Lẹ. Trời ơi trễ giờ rồi quý vị ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Thì ngày hôm nay em like phấn BB cũng như là son đồ này nọ. Thì 10 người đầu tiên mà mua sản phẩm anh em là tặng thêm một chai này nha quý vị nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là phấn 300 mấy quên này ta? 308. 308, phấn là 308 mà cái này là 300 mấy nữa. 300 mấy nghĩa là mua 1 tặng 1. Ngày nay chỉ 10 người đầu tiên nha. Ai mà mua sẽ được 1 tặng 1 nha. Rồi nhanh tay lẹ chân. Đúng rồi, cả nhà mình cứ mua 1 hộp phấn với giá là 380. Ê nãy giờ là được bao nhiêu chai sữa tắm rồi? 3.
ba chai sữa tắm là còn 2 chai, tổng cộng là 12 chai, 12 chai. Như vậy là 12 bạn đầu tiên, 12 bạn đầu tiên mua bất kỳ sản phẩm anh Trường em chào anh Trường. 10 đúng rồi, sữa tắm là 380k, Hạnh Dương để số điện thoại giùm cho anh Hạnh Dương. Bây giờ Hạnh Dương comment cái gì dài dài giùm cho anh. Bây giờ mọi người qua Facebook của Hạnh Dương, qua Facebook Hạnh Dương giùm cho em và ta nói theo dõi Hạnh Dương cái gì nha. Bởi vì nó hay tặng quà nè, hay khuyến mãi cho mọi người lắm. Thằng này có vấn đề hả? Trời ơi, mày thấy ai có vấn đề mà mấy ngàn người coi không? Thằng khùng, mày chính là thằng có vấn đề đó. Mày điên hả? Tao chưởng mày liền. Tao chơi Kumathon với mày liền. Kumathon anh đâu rồi? Không có. Không có Kumathon hả? Dạ bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Chị Hạnh Dương ơi comment Hạnh Dương ơi, Hạnh Dương ơi bây giờ em comment giùm cho anh nha. Em đặt 3 chai Coca tái luôn mặt mày nha. Chị trúng 30, ok chị. Rồi không, chị nào nãy em ghim mới được nha. Em ghim mới được nha. Đúng rồi, nãy ghim. Học phấn đâu, học phấn đâu. Ghim chỉ có Mai Thu nè. Lily nè. Đây bây giờ em sẽ like cái BB như thế này quý vị ơi, cái hộp nó rất là đẹp nha quý vị nha. Sản phẩm được mang tên là Liva, thì sản phẩm này là cái sản phẩm nhập nha quý vị nha. Sản phẩm này là nguyên liệu từ Hàn Quốc nha quý vị nha và được sản xuất tại Việt Nam. Chính vì vậy mọi người hãy nhanh tay lẹ chuyển giùm cho em. Ai mà mua cái này mà cần trang điểm làm đẹp da, mịn màng da và sáng da, Trần Quang Tùng bây giờ bé đâu vô comment giùm cho anh nè bé ơi. Gái ơi. Cái kem BB này là che khuyết điểm cực kỳ luôn nha cả nhà ơi, mix cúp hệt màu tự nhiên luôn. 380k thôi nhưng mà cả nhà mình đặt ai đặt hàng nhanh nhất thì được tặng 12 người đầu tiên. Ai mà đặt hàng này thì tặng một chai sữa tắm như vậy nha. Trời ơi, sữa tắm cực kỳ thơm và cực kỳ chất lượng luôn. Sản phẩm body như vậy nha, mình sức lên là cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Chị em nào cần làn da trắng thì ngày hôm nay liên hệ với em trong tại livestream này. Thằng ngu hả, kệ tao, tao ngu kệ tao, mày hiểu không? Tao ngu được chưa? Em 30 kìa thôi, bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chuyên mua đồ giùm cho em. Giọng khỏe hả, cảm ơn vậy, chắc cười xỉu giống là mà Út trên nơi xe chim mình cho anh. Thì bây giờ em sẽ like cho chị coi. Mà cầm lên mà bắt em cầm. Coi chừng dập chân nữa nha. Thôi đây, mình mở ra như thế này. Thì cái hộp này bên đây bán 300 mấy quên rồi mình. 380k mà nó rất là đẹp nha chị nha. Rất là đẹp và cực kỳ ok. Bây giờ sẽ thí dụ chỗ gì coi. Bây giờ sẽ vẽ lên mặt em chỗ gì coi. Và những cái chỗ như là vết nám, vết thâm rồi nó tan biến hết. Và một điều đặc biệt là ngày hôm nay mọi người mua một được tặng một, 12 người đầu tiên thôi. Nhanh tay lại chân qua 12 người sẽ không tặng nữa như gì nha. Quý vị nghĩ coi, một hộp 300 mấy này mà chặn tặng một chai sẽ tắm 380k. Đây em chỗ gì coi giá luôn. Chỉ có 12 người đầu tiên thôi nha cả nhà ơi. 12 người đầu tiên là 380k là mua một tặng một cái gì nha. Chỉ duy nhất trên livestream của em ngày hôm nay. Và 12 người thôi, bây giờ ai đặt trước sẽ được trước như vậy nha. Bây giờ thử cái gì coi. Dạ đúng rồi, đây là cái nền BB che khuyết điểm nha mấy chị nha. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chỉ với giá là 380k thôi. Dạ đúng rồi, đây là cái sản phẩm vừa che khuyết điểm vừa dưỡng da cho cả nhà mình luôn nha. Rồi vừa che khuyết điểm vừa dạ, dưỡng da cho chị luôn. Chống nắng là chúng nó dẹp dẹp rớt rớt cái mặt bây giờ. Đi. Nhi ơi con quậy quá Nhi ơi. Đúng rồi, kêu xong 380k cái gì nha. Ví dụ cái mặt em bây giờ đây, em sẽ vẽ cho gì coi. Những cái con mèo như thế này cái gì nha, nó rất là ok cái gì đó. Ví dụ cái mặt của mình đó, nó hư chỗ nào là mình đánh chỗ đó như gì nha. Nó có nghĩa là tàn nhang, nám mụn tàn nhang mà nó che được hết, nó rất là hay như gì nha. 380k cực kỳ đẹp luôn. Trần Bảo Nghi một phần. Xong bao nhiêu cây từ từ có kem da không? Quỳnh ghi giùm cho anh nha, 12 người đầu tiên thôi. Một người rồi nha. Rồi cả nhà mình ai mà nhanh nhất chỉ còn 11 bạn nữa thôi. Đặt kem nền BB 380k sẽ được tặng một chai sữa tắm trị giá 380k luôn. 380k 12 người đầu tiên nhớ gì nha. Nhanh tay dạ son 200 từ từ tôi lấy son mẹ ơi. Dùng bao lâu hiệu quả vậy, cái này là che khuyết điểm gì nha. Che khuyết điểm cho mọi người luôn đây quý vị coi. Cái tông màu rất là tự nhiên nhưng mà vừa dưỡng da cho. Nó rất là mịn màng, cái tông màu rất là tự nhiên cho mọi người luôn. Đó, chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em chỉ tặng cho 12 người đầu tiên. Bị rổ không che được nha em nha. Trời bị rổ sao che em? Bị rổ em lấy sình em che giùm anh. Dạ 380k cái kem che khuyết điểm BB nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em hoặc là inbox đâu gì ha. Là cái mặt chúng ta nó trắng liền, nó sáng liền những gì nha. Mình đánh lên như vậy nó rất là đẹp, rất là mịn luôn. Và ai mà bị nám mụn tàn nhang che khuyết điểm cực kỳ tốt và dưỡng da cho mình. Và trong đây có cái kem chống là cái kem luôn. Chống nắng của gì luôn. Cái hộp Cushion nó rất là đẹp như thế này những gì nha. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dị ứng là mình đem hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Nó rất là hay và hiệu quả mọi người ơi. Dạ 380k còn 11 bạn nữa thôi là được tặng một chai sữa tắm trị giá 380k luôn nha. Có nghĩa là bây giờ mọi người mua một được tặng một như vậy nha. Chỉ 12 người đầu tiên và bây giờ còn 11 người da dầu xài được như vậy nha. Son có tặng không? Dạ em không còn biết quý vị. Chỉ cần 12 người đầu tiên là em không tặng nữa. Son bao nhiêu? Son là 200 mấy? 255k một cây nha cả nhà ơi. Dạ bây giờ là còn 11 bạn đầu tiên nữa thôi, mua son cũng được tặng luôn nha cả nhà ơi. Nhiêu son nhiêu? 255k.
Rồi 255k nha chị nha, cho em một son ok Uyên Lê để số thoại dùm cho anh. Nhanh tay lẹ chân em mua một hộp luôn. Chị em nào một hộp comment số thoại 4 hộp rồi chị em ơi. Dạ, rồi còn 4 hộp. Dạ còn 7 hộp nữa nha cả nhà. Còn 7 hộp nha quý vị nha, nhanh tay lẹ chân ai mà đó không có tặng đâu gì, bình thường có tặng đây quý vị coi nè. Khuyết điểm cỡ nào là che hết nó rất là hay quý vị nha. Thường thường em đi diễn là em xài nó rất là ok luôn quý vị, nó che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt cho mọi người luôn và da cực kỳ đẹp và cực kỳ mịn màng luôn. Mình sức lên là không cần phấn gì trơn trọi, chỉ một lớp này thôi là da cực kỳ đẹp luôn. Uyên Uyên để số thoại luôn. Chị em nào mua để số thoại giùm cho em. Và ok Khánh Linh một hộp để số thoại. Bây giờ chị em nào mua là phải để số thoại giùm cho bên em nha. Nga Nguyễn đủ chưa? Hết chú mình ơi. 3 7 phần 8 phần. Rồi bây giờ là cả nhà mình nhanh tay là hàng lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Cả nhà mua một son cũng được tặng một chai sữa tắm luôn, chỉ còn 7 bạn đầu tiên nữa thôi nha. Rồi một hộp phấn Bảo Thư để số thoại cũng gì thấy không? Nó rất là mịn màng luôn, rất là mịn màng cực kỳ ok luôn. Nhanh tay lẹ chân để số thoại giùm cho anh. Dễ đâu chuột mới mua nhanh, mày khùng không mày ơi. Tính gì vậy tao vậy? Không ơn giờ hả? Dạ ơn giờ là banh rạp, ơn giờ là banh rạp như chị nha. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em. Cực kỳ ok luôn, đây quý vị coi. Mình vẽ càng nhiều lớp thì càng không sao như chị nha. Mình vẽ thật là nhiều cho lắm. Son, chị em nào mua son thì comment giùm cho em. Ok Bảo Thư số điện thoại luôn. Nhanh tay lẹ chân phấn phạm một hộp. Hình như đủ rồi phải không? Chưa, hai phần nữa. Hai phần cuối cùng như chị nha, hai phần cuối cùng chị em nào mua thì bây giờ okay, một phần cuối cùng rồi. Một rồi hết. Hết tặng nha chị nha, hết tặng luôn nha chị nha. Nhớ là Thùy Trang bao nhiêu hộp phấn bên em là 380.000, Trần Phượng một hộp luôn, Thúy Loan một hộp luôn. Nói chung là rất là ok, nó vừa dưỡng da cho mình, vừa chống nắng cho mình, cực kỳ đẹp luôn. Thấy xong rồi từ từ em tức kìm dầu cho mình luôn nha chị nha. Chị em là bị dầu mà đổ dầu nhiều quá sử dụng cực kỳ ok luôn. Đây, nhanh rất là hay quý vị ơi. Nhi ơi con phá của ba quá Nhi. Một hộp ok quý vị, 380.000 cực kỳ rẻ nha quý vị nha, cực kỳ rẻ đây. Nó hãy che tất cả khuyết điểm trên da mặt của mình nha quý vị nha. Tất cả các khuyết điểm, chị em nào khuyết điểm nhiều cỡ nào nó càng cực kỳ mịn màng như vậy nha. Và chúng ta mà sức này lên là chúng ta chỉ cần sơn một miếng son nữa là đẹp rồi nha quý vị nha. Đây quý vị coi, mình đánh lên giùm cho em, đánh lên phủ lên nó rất là hay quý vị nha. Để số thoại giùm cho em, 380.000 một hộp. Nhanh tay lẹ chân inbox cho Hạnh Dương cho em. Bây giờ mọi người qua Facebook của Hạnh Dương để mà ta nói mua hàng như gì nha. Ok Khánh Linh nha. Bây giờ rồi cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Phấn che khuyết điểm với giá là 380k một hộp thôi nha cả nhà ơi. Còn son, hay không? Son là 250k, 255 nha mấy chị nha. 255k một cái. Đó gì thấy không? Cái gì nó rất là hay nha quý vị nha. Xài rất là ok luôn và da cực kỳ đẹp và cực kỳ mịn màng luôn. Chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em nha quý vị nha. Sống mòn có lóc mà luôn bây giờ đó mày ơi. Rồi cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Che rồi. Để vừa chống nắng cho cả nhà okay, mình. Ok Thánh Phạm một hộp luôn, nhanh tay lẹ chân một hộp mà em nói xài cực kỳ ok. Nó vẽ mặt ra gì Quỳnh? Mặt trước hả? Mai giao cho em nhận trong ngày ok vậy bé ơi, bé Thanh Phạm ơi. Như ơi là như bây giờ mọi người sẽ livestream cho em gì nha, nó cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Ai mà khuyết điểm nhiều nè, nó vừa che khuyết điểm cho mình nè. Rồi nó vừa mà ta nói dưỡng da cho mình và vừa chống nắng cho mình luôn, nó rất là hay quý vị nha. Khao phân 4K không có em, phấn 4K không có, quỷ độc chỉ phân luôn nè. Kim chi một hộp luôn, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Mà bên em có son nữa thì cái này cái Kewson là Kewson như vậy nha. Kewson cái hộp cực kỳ sang trọng. BB là chuyên những cái dòng mà ta nói là làm đẹp da, mịn màng da và sáng da, nên làm đẹp có hạt tướng phạm đúng không vậy? Thì bây giờ chị em nào mua thì để số thoại. Y như cái chợ mày cũng đang vô cái chợ mày hiểu không? Mày cũng đang vô cái chợ mày hiểu không? Mày là thằng bảo vệ trong cái chợ của tao đó. Mày hiểu không? Dạ rồi, bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Phấn dạ, phấn này hồng tự nhiên, mình sức lên cái mặt nó hồng tự nhiên, có sự thọt vô mắt giờ nha Quỳnh nha. Y chang cái chợ mà mày vô cái chợ ta. Anh Ưng đại vệ ơi, em mới thấy tin nhắn của anh mà em chưa có thấy là anh viết cái gì nha anh Ưng đại vệ nha. Rồi bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho bên em bên Zalo cho vậy. Những phần quà cực kỳ đáng yêu, cực kỳ giá trị dành tặng cho mọi người. Chúc cho em chưa Kim Chi để là số điện thoại giùm cho anh Kim Chi nha. Thì bây giờ chị em nào một cái Kewson là 380.000 giùm slide son. Son là 200 mấy? 255k. Bị mụn che được kêu gì nha, bị mụn che được mà ai mà mụn nhiều quá là che không được mấy má nha. Dạ. Bị mụn là che được mấy chị kêu. Son bên đây là có 5 màu nha cả nhà ơi. Son 5 màu và cực kỳ đẹp và cực kỳ lì luôn. Stan là mọi người ơi, 255 mai tuyết lê hả trời đất cơ. Dạ rồi, cả nhà mình nhanh tay đặt hàng lại xin điện thoại em. Cả nhà mai tuyết lê ơi, nãy em nói em tham gia chương trình gì có anh mà sao không thấy em vậy? Dạ cả nhà mình nhớ là ấn nút theo dõi Facebook Hạnh Dương giúp dạ, em nha. Dạ theo dõi của Hạnh Dương giùm em như gì nha. Em không có bán nhưng mà còn Hạnh Dương nó bán cái gì nha. Mọi người liên hệ của Hạnh Dương giùm em như gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn mọi người ơi. Em mua một hộp cút mẹ mày đi hả? Trời ơi, tưởng livestream tao cút mẹ mày đi. Mày mới là cút con mẹ mày đi đó. Mày có khùng không? Mày có điên không? Tự nhiên vô nhà tao kêu cút mẹ đi, nó khùng Quỳnh. Tao búng trứng cút mày luôn bây giờ đó. Nhanh ha. Trời ơi, phải phản ứng với mấy cái con trẻ trâu như vậy nha gì nha. Cảm ơn vậy. Nhanh tay lên son đi ha. Từ từ.
vẽ thêm miếng chân mày cho đậm đà, cái em lai son cho chị nha, em lai son cho mọi người. Dạ son là 255k một cây nha mấy chị nha, nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Mày nói gì xài này xài banh rạp nha chị nha, son là cực kỳ ok, cực kỳ luôn. Trời nó cơ, Kim Đào, chào Kim Đào nè em ơi. Lắm mồm kệ tao đi mày, tao bán đồ lắm mồm kệ tao, mày hiểu không? Mấy con khùng này. Cái con khùng gì? Đó, mình xức bên chân mày lên, bây giờ sẽ lai son như vậy nha. Chị em nào cần son thì đánh phấn, đánh phấn đúng rồi, không cần đánh phấn như gì nha. Mình sử dụng cái này vừa dưỡng da nè, vừa che khuyết điểm nè. Chống nắng cho mọi người luôn, nhanh tay lại chân. Trời ơi, nghệ sĩ nghiệp dư. Bây giờ mày lên Google, mày gõ tao coi Lê Dương Bảo Lâm, tao nói chương trình hài không có tao hết á, mày hiểu không? Mày hiểu không? Nghiệp dư là không bao giờ mà tao nói có trên mạng, mày hiểu không? Quỷ xàm, quỷ điên, quỷ xí mứng, quỷ nghiệp đời dương mang, nghiệp tụ dành nôi. Trẻ trâu vẫn chưa tuyệt chủng như gì nha, thời buổi bây giờ trẻ trâu chết hết rồi. Mà sao những còn những đứa mà tao nói đó quá trời nè. Bây giờ em sẽ like son như gì nha. Chị mua một hộp, ok chị Kim Chi, cảm ơn chị, đẹp lắm rồi hả? Ok vậy rồi bây giờ sẽ lai son như vậy nha, những cái màu son cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Những cái chiếc son cực kỳ chắc như vậy nha. Rồi, dẻ lông nách hả? Dạ, bên đây là son dòng son này son lì nha mấy chị nha, mà dưỡng môi cho cả nhà mình luôn. Thì với giá là 255k một cây. 255k một cây, đêm nào cũng vô coi của Lâm, cảm ơn xã Trét. 255k thì chị em nào mua bây giờ để số điện thoại dùm cho em. Và cái chất son cực kỳ đẹp nha chị nha. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng lấy lại số điện thoại giùm em. Xong bên đây là có 5 màu nha mấy chị nha. Cả nhà mình ai đặt son cứ để là comment son kèm theo số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Đẹp không cái gì? Đẹp, màu cam. Màu này màu gì? Màu cam. Dạ cả nhà mình cứ là inbox cho phải bút Hạnh Dương giúp em sẽ được coi màu nha mấy chị nha. Coi là son lì và dưỡng môi cho cả nhà mình luôn, cực kỳ đẹp nha. Mày có thấy ai hết thời mà 5,000, 6,000 người coi không? Mày có thấy ai hết thời mà một ngày tao mướn tao 4 live stream không? Không có đâu con. Dạ không có đâu con. Bớt mơ mộng đi nha. Tao hết thời thì mày cũng hết nghiệp, mày hiểu không? Ok, phấn luôn, chị em nào muốn phấn thì comment phấn giùm cho em. Thì cái màu son này gọi là màu số 1 nha chị nha. Cảm ơn chị, nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Đây. Màu son cực kỳ đẹp luôn, màu son này màu tên gì Quỳnh? Màu cam. Màu cam phải không? Chắc ăn không? Chắc vậy. Màu cam nha chị nha, màu cam nha chị nha, màu cam luôn. Bây giờ ai mua màu cam thì comment màu cam giùm cho em. Có đỏ cherry luôn, chị ơi để số điện thoại giùm cho em nha chị ha. Rất là ok luôn, chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. 255 đồng cây. Bây giờ mua thì liên hệ Hạnh Dương cho Lâm. Ê. Dạ cái như mình đặt hàng có để lại số điện thoại giùm em hoặc ơi mới cho Facebook Hạnh Dương và ấn nút theo dõi Facebook Hạnh Dương giúp em nha. Đúng rồi, nhau gì nha, lên hồng đi từ từ gì nha, lên hồng. À, bên em là có đỏ cam nè, nâu đớp và hồng cánh sen nha cả nhà ơi. Chỉ có 3 màu thôi. 3 tông màu như vậy nha, rất là đẹp luôn. Tạo nghiệp. Rảnh rỗi hả? Đây, cái màu rất là đẹp như vậy nha. Chị em nào cần mà em nói cái BB bên đó rất là hay quý vị. Cái BB bên đây cực kỳ ok luôn. Và cái hộp đẹp như thế này là 380.000 và xài rất là lâu luôn. Xài là banh rạp như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân con nào sàm sàm vô tao lóc hết như vậy nha. Lóc hết. Tao lóc hết trẻ trâu em nha. Khi mình muốn chê ai à, mình nhìn kỹ mình chưa, mình à, có hơn gì ai không đó, sao cứ chê ta hoài à. Ê, lấy lại cho đi từ từ quý vị. Rảnh rỗi ấp lịch diễn show đi hả? Dạ không quý vị ơi, em là em giờ em làm game show thôi, em làm game show thôi, mà game show là phải có vé mới được vô như vậy nha. Màu đẹp và màu này màu cam gì nha. Vấn đi Bill Kitchen là tao đã 380k, mà em nói gì nó cực kỳ đẹp gì nha, mình đánh bao nhiêu lớp nó cũng được hết trơn hết trội vậy. Có nghĩa là đây. Đây. Có nghĩa mà mặt mèo cỡ nào mà tao nói vết thâm cỡ nào nó che hết chỗ gì luôn. Nó che là che banh đạp cho mọi người luôn, đẹp quá nè. Cảm ơn vị kêu sành sản phẩm, cảm ơn vị. Trời đất ơi Mai Tiết Lê ơi, cảm ơn em nha gái nha. Con Ngân nè, tao không chặn cái con Ngân Quỳnh Trúc nè. Mình có bán son sáp thiên nhiên an toàn hơn nha. Anh không có biết là cái son em nó an toàn như thế nào, em hiểu không? Nhưng mà cái đạo đức của em hiện tại là không có, thì chắc chắn cái sản phẩm của em cũng không có luôn. Em hiểu không? Người ta đang bán son cho cái live stream của người ta, mà cái em vô em nói là Facebook của anh em bán son an toàn hơn. Em có thấy cuộc đời của em nó khốn nạn hơn không? Hả? Hả? Cái đạo đức em không có thì làm sao mà em có thể bán đồ chất lượng được không quý vị? Con Ngân Quỳnh Trúc, hả? Anh là anh không chặn em, em hiểu không? Qua mà kêu mà kiếm đứa hết phúc nhỏ đi. Mày tin mày bán đồ không? Hả Ngân? Con Ngân Quỳnh Trúc, mày có tin là mày khỏi bán đồ với tao không? Quỳnh vô kiểm tra Ngân Quỳnh Trúc đi. Facebook mày mà bán đồ cái tao hách cho văn liền, mày hiểu không? Mày bớt xàm, mày hiểu không? Bớt mất dạy đi, hiểu không? Nó mệt không hả? Cảm ơn vị. Nhanh tay lại chân thích nghe anh Lâm nói hả? Mấy con nó xàm gì nha, mấy con kỳ cục tính đờ kỳ đờ.
cho mày lên đường mày khỏi buôn bán bây giờ nhỏ dơ. Chỗ tao buôn bán từ bên son bên em chất lượng hơn, có nó khùng ghê không? Dạ son là 255, nhỏ này đúng không? Nó đó. Ngân Quỳnh Trúc hả? Không, ba bình luận hấp chi. Ngân Quỳnh Trúc nha, anh cảnh cáo em một lần nha, chơi vậy là chơi dơ em hiểu không? Tức là em bây giờ em làm vậy ai mua em, anh nói thiệt ai mua anh đảm bảo luôn. Bây giờ mọi người qua inbox cho con in Ngân Quỳnh Trúc anh chửi cho mặt đâu vậy. Gái là bà du duyên dơ dái bẩn thỉu. Ok chị Phương Hóp, để số điện thoại giùm cho em nha chị yêu ơi, để số điện thoại giùm cho em. Dạ rồi bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Ngân Quỳnh Trúc ơi, mày đừng chửi miệng có duyên mày hiểu không? Mày có bị khùng không? Mày có bị khùng không mày? Hả? Hách liền á chứ ở xào xào. Có mẹ đâu hách. Mày có mấy con mà xàm xàm bán đồ, tao hách cho văn khỏi bán đồ với tao luôn. Mấy quỷ điên. Dạ sao bên em đã có ba màu giống chị nha. Màu nâu đất nè. Đây quý vị coi, cái cushion nó rất là ok như vậy nha, mình xài là mình chấm lên trên mặt giùm cho em đây, chấm lên trên mặt giùm cho em quý vị nha, rất là ok luôn. Và nó che tất cả các khuyết điểm của mình luôn, rất là hay như vậy nha, và nó cực kỳ mịn màng. Nó cực kỳ mịn màng mà thẩm thấu sâu vào làn da cho quý vị nha. À, dạ bên em là có ba màu nha cả nhà ơi, nâu đất, hồng cánh sen và đỏ cam nha mấy chị nha, màu rất là đẹp luôn và lì cực lì luôn nha mấy chị nha. Đúng rồi, trời ơi, đâu có hiền được mấy má. Mấy má đừng có nói trộn nghệ sĩ đừng có chửi lộn chửi lão, má khùng rồi mấy má. Mấy má bớt qua hậu thân thiện lại giùm đi. Trời như tự nhiên đang ở trong nhà nó dục nguyên bịch rác vô mặt mình. Ôi, mọi người ơi đừng dục rác vô nhà tôi nữa mọi người ơi. Có ai khùng vậy mấy má? Bớt giùm. Đó nó rất là trắng quý vị nha, xài nó ok luôn. Đó rất kêu sành, rất là hoen nha quý vị nha. Cả nhà mình nha, anh ta đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Hoặc lên mất cho Hạnh Dương giúp em nha cả nhà. Trời mấy má ơi nghiệp dư gì mấy má. Cái con nó khùng hả? Tao mà tao nghiệp dư hả? Mày khùng hả? Mày khùng, mày có khùng không? Ờ mấy con này khùng, mấy con nó binh mà nó binh khùng hiểu không? Nó lóc mày luôn bây giờ đó. Đây, nó rất là trắng như bệnh màng như vậy nha, rất là hay như vậy nha, rất là ok luôn. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Thì cái này là cái màu à, màu gì Quỳnh đây? Dạ, bên em là có ba màu nha cả nhà ơi, hồng, cánh sen, nâu đất và đỏ cam nha. Phấn phấn kiêu sành, phấn kiêu sành là 380.000 nha. Hà Uyên, chào Hà Uyên nè, Tuấn Trần, chào Tuấn Trần nè. Bây giờ okay, màu gì đây, màu gì đây? À nó là màu nâu đất. Ai đồng ý vậy? Màu phấn này phấn đất. Nước nha gì nha, phấn nước màu gì thấy không? Có nghĩa là da mình là bị cỡ nào là xài được hết như gì nha. Chào đồ xem cực xin việc, cảm ơn gì ha. Phấn nó nam sử dụng được nước Trần Quang. Em mà là Vũ Đoàn, em mà là mà ta nói ca sĩ rồi đó thì em sử dụng đó ok. Dạ, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em chỉ với giá là 255.000 một cây son thôi, son lì lì cực kỳ luôn nha. Đây là màu nâu đất nha cả nhà ơi, màu rất là đẹp luôn, màu tự nhiên và là có chất là dưỡng môi cho mình luôn nha. Ủa Quỳnh Quỳnh là nick nào đang xem vậy ta? Thấy quèm không? Đây là màu nâu đất vô gì nha, màu rất là đẹp luôn, màu rất là tự nhiên luôn. Anh Đồng Lâm Đồng Nai hả? Cảm ơn vậy. Xà mày cũng vô mày coi, mấy con nó khùng hay gì á? Tụi bay bị khùng không? Dạ bên em được có ba màu thôi nha cả nhà ơi, nâu đất, hồng, cánh sen và đỏ cam nha cả nhà ơi. Nâu đất, hồng, cánh sen và đỏ cam luôn. Bây giờ chị em nào màu nào nâu đất nhau gì nha, màu nâu đất cực kỳ đẹp luôn, màu nâu đất. Màu này nhìn tay nè, màu này cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Dạ những chị nào mà da trắng mình sử dụng cái màu này rất là đẹp luôn. Nói chung là đây là màu nâu nhau gì nha, màu nâu đây chị coi nó rất là đẹp nhau gì nha, cái màu rất là đẹp, vẫn là sang luôn, phải là màu nâu nâu ơi. Dạ rồi ai đặt hàng cứ đưa lại số điện thoại giùm em. Còn phấn che khuyết điểm và che bóng nắng cho cả nhà mình luôn là 380k một hộp nha cả nhà ơi. Rồi 380k một hộp như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân, còn chị em nào mua son thì liên hệ cho Hạnh Dương dùm 15. Ok vậy à, mọi người mua hàng để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Nhiêu cây 255.000, 255.000 cái màu cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Thì bây giờ sẽ test cho sản phẩm như vậy. Còn chị em nào mà mua cushion đó nhanh tay lẹ chân inbox cho Hạnh Dương dùm 15, hoặc là muốn làm chi nhánh cũng là đại lý cũng liên hệ Hạnh Dương dùm 15. Dạ vâng quá thôi, 255.000 thôi vâng quá thôi. Cái màu cực kỳ đẹp luôn nha, màu cực kỳ dễ thương luôn mà nó bám cực kỳ luôn, với lại nó giữ môi cho mình luôn nha vâng quá thôi. Nguyễn Tài inbox đi, anh gửi bản giá cho em nha Cương nha. Nguyễn Tài, dạ bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, hoặc là inbox cho Hạnh Dương giúp em nha cả nhà ơi. Hoặc là cả nhà mình đã nhớ ấn nút theo dõi Facebook Hạnh Dương giúp em nha. Đúng rồi, à đúng rồi, qua Facebook của Hạnh Dương theo dõi 15 như gì nha. Màu nâu đất là 255.000 một cây giống gì nha, 255.000 một cây. Và cái cushion cực kỳ ok giống gì nha. Chị em nào mà tới mụn nám tàn nhang. Ủa Quỳnh có đang coi không vậy? Không. Nè. Không biết. Ủa bà có vô nít chị không?
Có vô nick Facebook chị không? Ai đang coi á? Em vô của em mới coi. Không, gọi lỗi nó lập một cái nick khác nữa, cũng là cái hình đó thì sao? Dạ bây giờ cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Dạ xong. Đây quý vị coi nha quý vị nha, đây Uyên ơi, chào Uyên nè Uyên ơi. Nó ví dụ mình vẽ con mèo như gì nha, đây em cho quý vị coi, có nghĩa là nó đẹp rất là tự nhiên, nó cực kỳ tự nhiên luôn. Ok ok, alo gì cái có bữa 12 ai biết mày. Ờ, mà làm cũng khỏe, 5D số 5D rồi được cho em, trời ơi nó than ấy, hiểu không, đứa nào cũng vậy nha. Bữa anh 12 được. Ờ, mày nói bây giờ tiểu phẩm mình đi có 2 triệu mẹ rồi, hiểu không? Ok okay. Rồi nhanh tay lẹ chân như gì nha, bây giờ mình vẽ con mèo, con heo, con chó, con vịt gì cũng được như gì nha. Em yêu anh hả Thư Nga, anh yêu em luôn. Ờ, nhanh tay lẹ chân như gì nha, đây. Sao dễ dãi vậy? Kệ nó, ai yêu tôi yêu rồi. Em không yêu anh. Yêu không? Không. Đây. Có nghĩa là mình test lên nó rất là hay quý vị nha, và sản phẩm nó cực kỳ đẹp luôn, gì mà nó sáng da mịn màng da cực kỳ đẹp luôn. Cái kiêu sành là 380.000 như gì nha, nhanh tay lẹ chân. Test cánh sen đi nè. Từ từ để tôi test cái kiêu sành, tôi khoái kiêu sành quá mấy má. Đây, quý vị coi nào quý vị. Đó, coi là nó mất liền như vậy nha, nó mất liền quý vị. Nó như hồ biến, hồ lô biến, hồ lô biến. Xin chín chi còn thân trò trò, xin 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 con trò trò. Thấy không, hay quý vị. Nó rất là hay và nó rất là đẹp như vậy nha, là banh rạp luôn. Chị em nào đang bị vấn đề về da đồ này nọ, xài cực kỳ ok nha. Ờ, đây, đó, trời ơi okay. Nó trắng làn da chúng ta và đẹp tự nhiên như vậy nha, đẹp tự nhiên luôn. Anh là thần tượng của em, cảm ơn gái nha cưng nha. Bên đây có tuyển đại lý, tuyển chi nhánh cho mọi người luôn. Thì bây giờ chị em nào mua thì nhánh tay lệ chứng bốc cái hạnh dương giùm cho em như gì nha. Nhanh tay lệ chứng đi mọi người ơi. Đây. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Đây. Hiệu gì vậy? Đây là cái kiêu sành như gì nha BB. Livia, Livia là sản phẩm tôi nói là một Hàn Quốc như gì nha. Chứ thì mọi người yên tâm giùm cho em là mình xài cực kỳ ok luôn. Quảng cáo sản phẩm giùm em đi Lâm. Ok em, inbox giùm nhanh đi cưng. Yeah. Gì? Em không? Đâu vậy không? Tức là cái phấn nền nó vậy, nó rất là đẹp luôn. Và mình đánh bao nhiêu lớp nó cũng không có dày cái mặt của mình như gì nha, nó không có dày cái mặt của mình. À, ok Bi Nguyễn, anh cảm ơn Bi Nguyễn. À, tao chữ xong lồ hả? À, Bi Nguyễn dễ thương quá nè. Bi Nguyễn ơi, lát inbox cho anh kiểm tra, anh kết bạn với em nha. Có nghĩa là bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị đó nhiều. Bao nhiêu một hộp là 380.000 một hộp cho quý vị nha. Giá ngày hôm nay có ship nước ngoài không em ơi? Trắng quá mà em nói gì, nó trắng hồng luôn, nó cực kỳ đẹp cho gì luôn. Thì chị em nào mua thì bây giờ cứ để số điện thoại giùm cho em. Thì bên em có bán son cho gì luôn. Bây giờ em test màu son tiếp theo là màu gì ạ? Màu hồng cánh sen nha cả nhà ơi. Màu hồng cánh sen. Sổ mũi quá. Kiêu sành là bao nhiêu tông em ơi? Kiêu sành là bao nhiêu tông vậy em ơi? Em cô ok Trần, đất Trần Bạch Mai một hộp luôn kìa em ơi. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em đi chị nha. 255.000 một cây son nữa cả nhà ơi. Nói cái gì không? Cái màu son đó là đẹp luôn. Chị em nào mà da mà trắng mà xíu một xíu vậy mà xài cực kỳ ok gì nha. Có nghĩa là làm da mặt chúng ta đẹp hơn, hồng hào hơn. Nha cái gì nha, bây giờ em sẽ thử lên cho cái gì coi. Son mà trắng hồng tự nhiên gì nha, môi trái tim vậy. Đúng rồi, môi trái tim nha mọi người ơi. Nhanh tay lẹ chân, chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em. Thì bên em sẽ tặng quà cho gì là bánh rạp ngày hôm nay gì nha. Mua thì để số điện thoại giùm cho em. Công nhận bao năm đẹp thiệt ha. Trời, cảm ơn em. Cảm ơn gái nha, gái nha. Mình lấy nó hết thì ngạc năm tết bài qua nè. Có 3 mà. Xong coi cấp 3 mà. Đây cái kiêu sành quý vị, nó đẹp lắm quý vị, mà nó dưỡng da cho mình luôn, nó chống nắng cho mình luôn, nó rất là hay nha quý vị nha. Ok. Ủa, hai cây gì để đâu? Gì lấy hả? Quý vị không? Cái kiêu sành nó che cái môi mình luôn, che cái môi luôn. Quang Nguyễn ơi, anh bận quá Quang Nguyễn ơi.
Rồi bây giờ cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Rồi cả nhà mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em, cho bên em Zalo cũng như tư vấn cho vị. Này màu này test rồi đúng không? Còn màu gì chưa test à? Nè 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 không không, ba cái hả? Ba màu. Ba màu hả? Là bên đây có ba màu, còn mấy cái kia là gì? Cùng màu. Ủa cùng màu sao gỡ gì dữ vậy? Đây là son 255k một cây thôi, đây là son bao lì luôn nha mấy chị nha. Còn phấn che khuyết điểm vừa chống nắng là 380k nha cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em. Cái màu ở Lâm đang test là màu đỏ cam nha cả nhà ơi. Alo. Nó mình đánh cái bọ nhỏ nhỏ cái gì nha, đánh cái bọ nhỏ nhỏ giùm chị em. Ok số điện thoại luôn, cảm ơn gì. Em giỏi quá hả? Dạ cảm ơn gì. Trời đất ơi. Đẹp lắm nhau gì nha, nói chung là cái kiêu sình cực kỳ đẹp luôn. Và miệng ai mà rộng quá thì làm ơn mà túm cái mỏ mà lại như gì nha, túm cái mỏ lại. Có bán sản phẩm tắm trắng không? Liên hệ Điệp Pool giùm cho anh. Thích quá hả? Cảm ơn gì. Mọi người mua hàng để số điện thoại giùm cho bên Hạnh Dương. Thì bên Hạnh Dương Zalo và tư vấn cho gì. À. Rồi sao cảm ơn nha. Dạ có màu hồng nhạt không? Hiện tại là bên em có bán 3 màu như vậy nha, 3 màu cho mọi người luôn. Dạ màu đỏ cam nè, màu nâu đất và màu hồng cánh sen là cực kỳ đẹp luôn. Cái son này là bao chất bao lì cho cả nhà mình luôn nha. Mà cái màu son nó đẹp lắm quý vị, cái màu son nó rất là đẹp như vậy nha. Màu này màu nâu, màu này bây giờ màu meo đất vậy đó. Nâu đất cái màu này cực kỳ tây luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà mình inbox cho Hạnh Dương giúp em nha, nhớ ấn nút theo dõi Facebook Hạnh Dương giùm em nha cả nhà ơi. Đây là ba màu, chỉ có ba màu thôi. Chị em nào cần thì liên hệ với em. Ngày hôm nay Lâm dễ thương hả, cảm ơn em. Thì nhanh tay lại cho cái kêu sảnh mỏ dễ thương hả. Rồi bây giờ mọi người mua để số điện thoại giùm cho em. Nhiêu một cây là 255.000 một cây, cực kỳ lì và cực kỳ ok, chất son cực kỳ mịn và dưỡng môi cho gì luôn. Thiên Nga để số Thiên Nga nè, kem che khuyết điểm. Trời đất ơi, cái kem che khuyết điểm nó hay lắm mấy má ơi. 380k. Rồi ai làm đại lý muốn làm đại lý thì liên hệ cho Hạnh Dương và Lâm những gì nha. Dạ son là 255k một cây nha cả nhà ơi. Còn kem che đền, che khuyết điểm là 380k nha. 380k mình tăng một làn da cực kỳ đẹp luôn. Chị em nào mà nám mụn tàn nhang mà che không hết đó thì có cái kiêu sành này, nó vừa dưỡng da vừa chống nắng cho mọi người luôn. Tay Lâm trắng quá hả Cam ơi. Kem che khuyết điểm là 380k, chị yêu của em. Đây em sẽ thử thêm một lần nữa, lần thứ 800 như vậy nha. Bi sổ mũi rồi. Ủa mai gì có đây không con kia không? Nó làm mày trả nợ luôn đi. Anh chán giờ có sản phẩm. Ví dụ BB không phải là BB Trần nha mấy má nha. BB chia sẻ đi. Dạ có son kem, dạ không, son này có son này thôi, không có son kem gì nha. Son này nó cực kỳ ok luôn, nó y chang son kem luôn, nó mịn màng y chang như vậy luôn. Thì chị em nào mua bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em Zalo cho vậy. Đây BB. Rồi, nhanh tay lẹ chân bây giờ mọi người qua Facebook của Hạnh Dương và Lâm, qua Facebook của Hạnh Dương và theo dõi Facebook của Hạnh Dương. Em hướng dẫn về cách trang điểm. Thiệt sự. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Hồ biến. Che khuyết điểm cực kỳ luôn nha cả nhà ơi. Nhưng mà là đặc biệt là làm giúp cho da mình trắng nè, mịn màng nè, vừa có thể chống nắng cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 380k thôi. Vì thế là nhiệm màu cái gì? Rất là nhiều tông màu luôn nha. Nó nhiệm màu lắm, có nghĩa là bán nhiều tông màu tùy theo nhiều loại da của mình những gì nha. Nó rất là hay luôn và rất là mịn màng cái làn da của mình. Phan Phúc Kim chào Hi xem Hà anh ơi, bao nhiêu tiền được đại lý anh không biết em ơi. Mỹ Tiên Tống ơi, liên hệ cho Hạnh Dương giùm cho anh Lâm. Chào em, ok bé Nguyễn Hoa gì nè em ơi. Là nó mất liền trong tức thì những gì nha, nám mụn tàn nhang đều che được hết. Chị em nào bây giờ mua thì liên hệ cho Hạnh Dương giùm cho bên Lâm. Thì bên Lâm sẽ alo cũng như là tư vấn cho vị và sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Chúng ta nhanh tay lẹ chân những gì nha, chào em đi. Phan Phúc Kim hả, em khỏe không cơ? Lâm không có bán những gì nha, liên hệ cho bé kia giùm cho Lâm. Xong rồi phủ phấn lên. Giờ em hướng dẫn quý vị cách mắc cúp nha. Là cái BBB á quý vị, là nó hay lắm quý vị, là da ai mà. Đó. Anh Lâm gì Sóc Trăng không hả? Mấy nè, ở nhà anh like không anh ơi. Em anh không đi tỉnh em. Đi tỉnh mệt lắm. Nhà like khỏe hơn. Đó, có nghĩa là da mặt chúng ta sẽ trắng như vậy nha, trắng và đẹp đều luôn và nó dưỡng da cũng như chất chống nắng trong đó luôn. Thì chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Ê, cái mặt dịu quá hả, dịu quá vậy. Kể tôi đi. Tên sản phẩm BB là gì vậy? Và sản phẩm được mang tên là Livia BB Cushion. Anh ốm mà hả, Livia Cushion BB nha quý vị nha. Son nè, cái này son nè, để nắp lại.
Bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chị với giá là 380k một hộp. 380k buồn buồn mà thích coi anh Lâm quá hả? Trời đất ơi đó quý vị, khi mà làm xong rồi chúng ta nhớ dĩa mắt của chúng ta nha quý vị nha. Cho nó có điểm nhấn cho cái đen đen đầu này nọ. Chị em là mua Qsan là 380 nha quý vị nha. 380 cái Qsan nó cực kỳ ok luôn. Đó, nhanh tay lẹ chân. Và mình nhớ dĩa sống mũi giùm cho Lâm. Quý vị thấy không? Khi mà có cái màu đen lên là cái mặt chúng ta sẽ khác liền những gì nha, cái mặt chúng ta sẽ khác liền. Đó, nhanh tay lẹ chân, chị em nào cần thì liên hệ với em trong tại livestream này. Son là 500, son là 255.000. Đây, 255 có 3 màu như thế này. Chị em nào mua để số điện thoại, son là 255 có 3 màu như thế này. Còn cái kiêu sành là cái kiêu sành thần thánh quý vị nha. Kem tàng hình, đó dạng vậy, kem tàng hình. Có nghĩa là nám mụn tàn nhang đều không còn nữa. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình cho quý vị. Một hộp là 380.000 và hộp xài rất là lâu, xài là xài banh rạp luôn. Và rất là đẹp và cái hộp cực kỳ sang trọng cho mọi người luôn. Dạ cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi. Còn nếu chị em nào mà cái mặt mà ngạnh quá nó vậy mặt mà ngạnh quá chúng ta sử dụng cho Lâm ăn nước lèo nhức đánh hoa anh Lâm. Cảm ơn em nha gái nha. Đây mình đánh cái này dùm cho Lâm, đánh lên cái khói cho nó đen cái mặt chúng ta lại, đen cái khói này lại thì lập tức nó sẽ đen cái mặt chúng ta và làm cái mặt chúng ta nhỏ lại. Quý vị thấy không, thấy nó nhỏ liền quý vị, nó nhỏ cái mặt chúng ta lại liền đó. Qsan là 380.000, chị em nào mua để số điện thoại dùm cho Lâm. Quảng cáo mì cay sasin hả? Trời đất ơi, bây giờ em quảng cáo nhiều lắm quý vị ơi. Thấy không? Quý vị nhìn thấy cái mặt nó gọn liền quý vị, hai bên nó khác liền hả quý vị? Hay lắm quý vị ơi. Đó. Là đây là cách trang điểm thông thường như vậy nha, nó làm mặt chúng ta gọn lại. Và chúng ta nhớ đánh những cái chỗ này giùm cho Lâm, những cái chỗ mà dưới chân tóc đồ này nọ đó, nhớ đánh giùm cho Lâm, cái mặt chúng ta sẽ gọn hơn và nó sẽ đẹp hơn như vậy nha. Hello, chào Hữu Lộc. Rồi chị em nào mua Qsan thì liên hệ giùm cho em cái gì nha. 380.000 cái Qsan, 380.000 Qsan. Son là 255.000. Anh Trường quảng cáo hả? Cái đó quán của anh Trường đó em, quán của anh Trường đó cưng. Nói gì không? Là cái mặt chúng ta sẽ gọn gàng liền, gọn gàng và đẹp liền nhau gì nha. Cảm ơn vậy, về Cần Thơ ghé Thành Giao ăn hả? Có, anh cứ ghé Thành Giao mấy lần. Mua phấn cái phi ship không bé ơi, mua phấn cái phi ship không mày trả lời giùm anh. 30k. Và tiền ship là 30k những gì nha. Vì bây giờ chị em là mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em mặc Vila liền, đúng rồi, đó là cái cách mà quá trang như là trang điểm như gì nha. Thì em đã học ở trường sân khấu mấy năm trời và em đã học quá trang rồi nọ. Thì bây giờ chị em là mua thì liên hệ cho Hạnh Dương giùm cho bên em. Thì bên em xa lô cũng nhờ tư vấn cho vậy. Hạnh Dương là con bé là chuyên về cái hàng sĩ như gì nha. Chị em nào cần hàng sĩ thì liên hệ giùm cho em. Thì ta nói có sữa tắm nè, Qsan nè, son cũng có luôn. Nhanh tay lẹ chân đến, hãy đến, hãy đến với em đêm này. Hãy hát khúc ca cho đời mê say. Đường hộ này trả nợ xong mừng ha. Trả nợ là ai nhớ gì nha, chứ không phải. Thanh Mạnh ơi, chào Thanh Mạnh nè. Thanh Mạnh khỏe không Thanh Mạnh ơi? Thanh Mạnh khỏe không Thanh Mạnh ơi? Mặt Lâm bự đúng rồi, nó trang điểm nó sẽ gọn cái mặt lại những gì nha, nó rất là hay luôn. Thì đó cái cách trang điểm bình thường thôi, chứ là mình gọt cái hàm những gì nha, nó rất là hay luôn. Mình đánh cái phấn tối, còn khúc sáng là nó làm sáng cái mặt chúng ta lên. Còn chị em nằm cái lông mi một xíu, chúng ta vẽ nhẹ lên xíu, rồi chúng ta lấy cái mascara quẹt lên. Rồi bây giờ mọi người nhớ qua theo dõi Facebook của Hạnh Dương và Lâm. Còn nãy giờ ai mà được trúng quà thì nhanh tay lẹ chân inbox cho Hạnh Dương và chụp cái màn hình mà Lâm ghim lại đó. Thì liên hệ cho Hạnh Dương cho bên Lâm, thì Lâm sẽ alo cũng như tư vấn cho vậy. Hết xem like Lâm, Hạnh Lâm dễ thương hả? À? Ê Lan An dễ thương đúng không cưng? Trời ơi anh dễ thương lắm em ơi. Ở đâu một cái người mà dễ thương như tôi? Trời sao nhiều người theo dõi tôi dữ vậy? Ai? Ai là người theo dõi tôi dữ vậy? Vẽ nha hả? Đúng rồi, cái da mịn đẹp lắm quý vị ơi. Da em nó không có mịn như vậy đâu mà nhờ cái Qsan này. Cái Qsan này cực kỳ tự nhiên. Chị em nào mà đi đám cưới đồ này nọ sẽ nên có một cái hộp này. Là một hộp này nó thay thế cho vừa kem dưỡng nè, vừa kem nền nè, vừa phấn luôn. Có nghĩa là 3 trong 1 luôn, 3 trong 1 như vậy nha, rất là hay luôn. Ok Thu Hồng. Rồi chị em nào mua để số điện thoại giùm em như vậy nha. Nó hay lắm quý vị, nó trắng nó hay lắm. Order một hộp. Chào em Hương Lài, chào em. Nó có gì thấy không? Nó rất là mịn nha quý vị nha, nó rất là mịn cái làn da của chúng ta. Quý vị thấy không? Nó rất là mịn cái làn da chúng ta, làm da chúng ta đẹp hơn và sáng hơn rất là nhiều. Gì vậy? Để mai đi. Tối kìa.
đó, quý vị thấy không, nó rất là đẹp quý vị, nó rất là trắng là sáng luôn, chỉ có bên cái con bé Hạnh Dương mới có thôi, chứ bình thường là không có, thiệt sự bình thường là không có nha quý vị nha. Mai là đây, ai là ai? Nãy chưa một ánh kia nữa. Và tại không biết Giang Linh không biết like trả luôn cho nó sao. Ờ, trả nợ đi. Còn chưa một ánh nợ đi. Tại mất công nếu mà chưa một ánh thì mai phải gửi lên thẩm về nữa. Đúng không? Mà mai phải chạy lên chạy lấy nữa. Chiều đi, mai đi tạ nữa mà. Dạ, nếu là tạ anh like. Mai lại nhà không à? Không, 7 giờ là phải lên nhà. Ờ. Trời ơi, gì giờ bán bánh trung thu nữa mày ha. Cái gì thấy không? Đẹp lắm quý vị. Da chị em nào mà ta nói mà vết đó mà tàn nhang đồ này nọ là che, nó che hay lắm quý vị, nó cực kỳ mịn màng luôn. Dạ nó có nhiều tông lắm, chị em nào mà cần tông nào thì liên hệ bé Hạnh Dương 15. Mà anh cưng quá hả? Trời ơi, có gì thấy không? Nó đẹp có nghĩa là em đưa vô chỗ gì coi. Có nghĩa là nó đẹp không tì vết quý vị. Nó che hết tất cả khuyết điểm của mình, nó hay lắm, nó hay lắm mọi người ơi. Thấy không? Quý vị không? Đẹp trai liền, hồng hào liền. Thì bây giờ ai mua thì liên hệ cho Hạnh Dương cho bên em. Thì bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho vị nhanh tay lẹ chân để đến với sản phẩm của bên em như vậy nha. Sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ chất lượng luôn. Còn nãy giờ ai đẹp quá anh ơi ha, bao nhiêu? 380.000 bé. Anh nói em nè, cực kỳ đẹp luôn. Đây, em vẽ thêm một lần cho vị coi làm tắt live stream. Em nói gì nó hay lắm mọi người. Nè, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Em làm nát cái mặt của em luôn. Nãy giờ em làm 80 lớp rồi đó. Mà nó che khuyết điểm rất là hay nha quý vị nha. Nó che khuyết điểm hay. Bây giờ ai mua thì liên hệ con bé Hạnh Dương dùm cho Lâm nha quý vị nha. Liên hệ con Hạnh Dương dùm cho Lâm. Dạ rồi, dạ kem chỉ khuyết điểm là 380k nha cả nhà ơi. Còn son là 255k thôi. Cả nhà mình nhớ ấn nút theo dõi Facebook Hạnh Dương giúp em nha. Là cái hộp rất là đẹp nha quý vị nha. Hộp rất là đẹp. Bây giờ em che một lần nữa cho quý vị coi được cái sự hay của nó. Cái sự thần kỳ của trang khuyết điểm BB nha mấy chị nha. Hay vừa trang khuyết điểm nè, vừa chống nắng cho cả nhà mình luôn và vừa giúp dưỡng da mịn màng nha mấy chị nha. Make up mà cái màu tông nền nó rất là tự nhiên luôn, nó thẩm thấu vô cái làn da nha cả nhà ơi. Nó không bị khô sần nha cả nhà. Có gì thấy không? Bệnh rồi. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm giùm em luôn nha cả nhà ơi. Hiểu gì không? Nghĩa là nó che hết, nó rất là hay quý vị, nó che một cách thần thánh luôn, nó rất là hay như vậy nha, vi diệu đúng không? Khuyết điểm và dạ, ai mà bị bớt bị này nọ đã che được hết như vậy nha. Thì ngày mai là khoảng 7 giờ em sẽ live stream và khách mời của bên em là diễn viên Ngọc Trai như vậy nha, diễn viên mà kính đa trồng nói gì phải không, kính vàng hoa. Kính vàng hoa là Ngọc Trai như vậy nha. Ngày mai mọi người nhớ theo dõi hút của em để có những diễn viên lâu lâu cái mời diễn viên đồ hỗ trợ bên em như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Thì bây giờ mọi người mua thì liên hệ Hạnh Dương cho em. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt mọi người.